Ngày 28 tháng 3 năm 2022, giá vàng miếng SJC tăng 150.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 68,9 triệu đồng một lượng, còn bán ra 69,6 triệu đồng một lượng. Exim Bank mua vào 69 triệu đồng một lượng, còn bán ra 69,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước tăng nhanh so với thế giới, dẫn đến mức chênh lệch cao hơn đẩy lên 15,4 triệu đồng một lượng. Kim loại quý này trên thị trường quốc tế giảm nhẹ 2 đô la Mỹ một ounce xuống còn 1.956 đô la Mỹ một ounce. Bộ Tài chính Mỹ cấm các giao dịch vàng với Nga, viện dẫn sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký. Đây được xem là lần đầu tiên Bộ Tài chính Mỹ ra chỉ thị cho thị trường vàng về việc dừng giao dịch với các thực thể bị trừng trị của Nga. Nga hiện nắm giữ 2.298,5 tấn vàng trong kho dự trữ lớn thứ 5 trên thế giới và giá trị khoảng 140 tỷ đô la Mỹ. Moscow đã tăng cường thu mua vàng từ năm 2014 đến nay. Mỹ cho biết Nga có thể và đã sử dụng vàng để hỗ trợ đồng rúp như một cách nhằm đối phó với tác động của các biện pháp trừng phạt. Một cách có thể thực hiện là sử dụng vàng để mua bán ngoại hối trên thị trường quốc tế. Các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây tiếp tục làm tê liệt nền kinh tế Nga và quốc gia này không thể sử dụng lượng dự trữ vàng khổng lồ để bồi đắp cho đồng tiền đang sụt giảm. Theo một số báo cáo, đã có dấu hiệu cho thấy Nga đang sử dụng lượng vàng dự trữ của mình để lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Colin Szczesny, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management cho rằng Mỹ tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận của Nga với các thị trường tài chính toàn cầu. Vì vậy, các câu hỏi rộng hơn đang được đặt ra về các loại tiền tệ thay thế và tiền điện tử. Vàng cạnh tranh với đô la Mỹ như một loại tiền tệ toàn cầu. Các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể thúc đẩy các quốc gia khác giảm tiếp xúc với đồng đô la Mỹ và vàng là lựa chọn thay thế hấp dẫn nhất. Vàng hưởng lợi khi cuộc chiến của Nga với Ukraine tạo ra một môi trường bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý này. Ngay cả khi Nga bán vàng của mình cho Trung Quốc hay một quốc gia khác, vàng vẫn được hỗ trợ tốt.